Thưa quý vị, thời điểm này World Cup 2022 đang đi vào những vòng thi đấu cuối cùng. Đây cũng là thời điểm mà nạn cá độ bóng đá trở nên nóng hơn bao giờ hết. Thay vì hình thức cá cược trực tiếp, giờ đây các con bạc và nhà cái còn nhận kèo cá độ qua mạng với hàng loạt các trang web cá độ bóng đá khác nhau. Điều này buộc lực lượng công an các tỉnh thành phố trên cả nước phải tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn chỉ trong một thời gian rất ngắn đã có hàng loạt tụ điểm cá độ bóng đá hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng được triệt phá. Ngày 5 tháng 12, Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 600 tỷ đồng với quy mô ở nhiều tỉnh thành trên cả nước bằng hình thức cá độ qua mạng Internet, bắt giữ 17 người, thu giữ nhiều tăng vật liên quan, cũng trong ngày 5 tháng 12, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt giữ 10 người trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng có quy mô trên 200 tỷ đồng. Đến ngày 6 tháng 12, Công an Hà Nội, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã huy động hơn 100 chiến sĩ phá đường dây cá độ 600 tỷ đồng, tạm giữ 9 nghi phạm để điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, tăng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tăng trữ hàng cấm. Ngày 8 tháng 12, thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an lại tiếp tục triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến với số tiền sử dụng giao dịch để cá độ cực lớn lên đến 3.000 tỷ đồng. Cục C02 phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang mạng bóng88.com hoạt động tại các địa bàn thành phố Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Nghệ An và một số tỉnh thành phố trên cả nước. Đường dây này do Vũ Đình Thắng, 36 tuổi, trú tại Hà Nội cầm đầu đến sáng ngày 10 tháng 12, công an tỉnh Đắk Lắk cho biết phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và phòng cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi đề và cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác bám sát, mật phục và bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc với hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá trên mạng internet. Đường dây đánh bạc này do Nguyễn Trọng Long, 32 tuổi, ngụ xã Cư Ni, huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk cầm đầu và Nguyễn Ngọc Khoa, 33 tuổi, ngụ thị trấn EAK, huyện EAK đứng ra tổ chức. Ngày 12 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cho biết cũng đã tạm giữ các thành viên trong đường dây cá độ bóng đá lên đến 220 tỷ đồng để củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Gần đây nhất, ngày 13 tháng 12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố 8 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó ra lệnh tạm giam đối với hai bị can là Nguyễn Công Anh, 33 tuổi, trú xã Thạch Bỉ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh và Trần Văn Công, 33 tuổi, trú phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Được biết, nhóm người này đã dùng tài khoản cấp độ Supermaster, siêu tổng đại lý tổ chức ca đội bóng đá liên tỉnh với số tiền giao dịch lên đến gần 2.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, bên cạnh việc lực lượng công an tăng cường các biện pháp phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá, pháp luật có những quy định về xử lý nghiêm minh các đối tượng trong đường dây đánh bạc. Theo đó, tại điều 321 Bộ luật hình sự quy định người có hành vi cá độ bóng đá có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc với hình phạt lên đến 7 năm tù. Đối với những người có hành vi tổ chức cá độ bóng đá có thể bị xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc theo điều 322 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 1 đến 5 năm.